một mai này mình có qua đời, và nếu như mà thiên đường hoặc là kiếp sau nó có thật, thì người đầu tiên mà mình muốn gặp và người đầu tiên mà mình muốn có thể kể cho cái người đó tất cả những điều mà mình đã làm trong cuộc đời của mình, mình sẽ rất là muốn được gặp bà nội. Tại vì mình nghĩ là bà nội sẽ rất là tự hào về tất cả những điều mà mình đã làm. Trong cái hàng ghế của những người luôn luôn dõi theo mình thì sẽ luôn luôn có hình bóng của bà nội. Tại vì bà nội chưa bao giờ rời đi đối với mình cả. Bạn có biết HPV có thể cướp đi hạnh phúc của bạn bên những người thân yêu? HPV là nguyên nhân chính của gần như 100% ca ung thư cổ tử cung. Chủ động dự phòng HPV ngay để tiếp diễn những khoảnh khắc yêu thương. Từ chối rủi ro, sống lành chủ động. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Tâm, Nguyễn Lâm Thảo Tâm, và ngày hôm nay mình rất hân hạnh được đồng hành cùng chương trình Kháng Thương. Kháng Thương là một chương trình nơi khách mời chia sẻ câu chuyện về nỗi sợ của họ, và họa sĩ sẽ lắng nghe và vẽ lại nỗi sợ đó, để khách mời có thể nhìn nhận và tìm thấy nguồn lực vượt qua những lo âu của mình. Xin chào Tâm, tôi là Hải Uyên, tôi được đào tạo về tâm lý trị liệu để làm việc. Mình có thể nói thêm một chút về mình. Mình đang hoạt động với tư cách là một diễn viên và một MC tại thành phố Hồ Chí Minh. Kể ra thì Thảo Tâm đi làm khá là sớm. Công việc kiếm tiền đầu tiên là năm 2016 thì Thảo Tâm bắt đầu làm mẫu ảnh. Xong rồi mình bắt đầu có một cái cú rẽ nhỏ nhỏ sang làm MC cho các chương trình tiếng Anh. Thảo Tâm có hai niềm đam mê song song, đó là mạng giáo dục và làm ở trong mạng nghệ thuật. Ngay từ cái lúc ban đầu, ba mẹ mình có chiều hướng phản đối cái việc mình làm nghệ thuật. Ba mình là một tiến sĩ và từng là một phó hiệu trưởng của trường đại học Nam Lâm, cho nên ba chỉ sợ là nếu như mà mình đi theo con đường này thì mình sẽ mất tập trung việc học tập mà mình đang có ở trên trường. Cho nên lúc đầu là ba rất là lo, và thậm chí là ba còn cấm không cho mình được đi chụp ảnh cơ. Nhưng mà mình có một người luôn luôn tin vào nguồn cảm hứng của mình, đó là mẹ mình. Và ngay từ những cái lần chụp ảnh đầu tiên thì mẹ mình phải là người đứng ra làm gọi là lá chắn bảo vệ và trấn an ba mình, bảo là vậy thì để mẹ đi theo nó, để xem nó chụp ra làm sao, để xem nó có làm được cái gì vui hay không. Thật sự tính tới bây giờ thì mình không còn đếm xuể những cái ngày tháng mà hai mẹ con đồng hành cùng nhau nữa. Dần dà thì mẹ Tâm tin tưởng Tâm hơn và mẹ để cho Tâm tự đi, không cần phải đi nữa. Thế còn ba thì thế nào? Ba có khi nào được hiện diện trong những buổi quay hình như thế này? Ba là một người rất 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 đặc biệt, và là một người mà mình nghĩ là mình sẽ ngưỡng mộ suốt đời. Ba mình là một người rất là khó tính, rất là nghiêm nghị, cho nên là lúc mà mình còn bé xíu thì hai ba con rất là thân nhau. Anh nhà mình ảnh rất là cưng con gái của ảnh. Nhưng mà tới năm cấp 2 thì mình là một đứa cũng khá là cá tính, và mình cũng rất là hay quyết liệt thể hiện quan điểm, cho nên là đôi lúc mà ba con rất là dễ gãy, xảy ra những cái cuộc cãi lộn. Sau tất cả những cái lần bất đồng đó, có những lúc ba mình sẽ viết thư cho mình, và mình cũng sẽ viết thư lại cho ba, nói ra hết những điều mà mình chưa có thể nói trong lúc nóng giận. Và ba vẫn luôn luôn là một cái người rất là kiên nhẫn ở trong cái quá trình nuôi dạy mình. Và mình vẫn còn nhớ là trong một cái cuộc thi, khi mà mình vừa mới hoàn thành xong cái phần thi của mình về, mình ra đằng sau khán đài, mình thấy ba mình đang ngồi ở hàng ghế khán giả và ba mình khoanh tay lại như thế này. Sau đó ba mới kể lại cho mình, ba mới nói là đối với ba, lúc mà ba thấy con thi xong thì trong đầu ba chỉ có một suy nghĩ duy nhất là con gái ba không có đối thủ. Và mình nhận ra là ba là một người luôn luôn tự hào vào mình. Tôi có những chiếc ghế, lúc này nó sẽ là đại diện của các thành viên trong gia đình của Tâm. Chiếc ghế nào có thể là biểu tượng cho ba? Tâm nghĩ nó sẽ là chiếc ghế màu vàng. Ba mình là một người sẽ ngồi ở phía sau, nhìn nhận mọi thứ một cách bao quát nhất, ở phía sau để có thể hỗ trợ mọi người. Cho nên nếu như mà gia đình mình ngồi như thế này thì ba mình sẽ nhường hàng ghế trước cho ông bà và sẽ ngồi ở sau. Vậy chiếc ghế nào có thể đại diện cho mẹ? Mình nghĩ là mẹ mình sẽ là người ngồi kế bên ba mình, sẽ là hàng ghế ở giữa. Lúc mà Uyên chia sẻ là đây là những thành viên của gia đình mình thì mình thấy chính xác 5 người thành viên sẽ luôn luôn có mặt ở trong cuộc đời mình ở trên những chiếc ghế này luôn. Đầu tiên là mình sẽ luôn luôn có ba mình, sẽ ủng hộ mình từ một cái hàng ghế xa nhất ở trong khán phòng đó, nhưng mình luôn luôn biết có ba ở đó. Kế bên sẽ luôn luôn có mẹ mình, và kế bên mẹ mình sẽ có dì của mình. Dì của mình là một người mẹ thứ hai của mình. Trong cuộc đời này chỉ cần có một
ba một mẹ đã là một cái may mắn quá lớn rồi. Thì không biết tại sao mình lại có tới hai người mẹ. Gia đình của mẹ và dì xuất phát thân không phải là một gia đình quá khá giả. Người con cả đầu tiên đi học đại học là mẹ của mình. Mẹ mình đi học thú y tại trường Đại học Nông Lâm. Và sau đó thì dì mình đi học y dược. Lúc mà dì mình đi học y dược thì dì mình còn là một sinh viên quẩy một cái ba lô để đi bán thuốc nữa. Và suốt cái khoảng thời gian đi học đại học đó thì dì mình không có xe máy. Dì mình sẽ đi bộ khắp thành phố Đà Lạt mỗi ngày để có thể bán thuốc. Cái hình ảnh của một cô gái trẻ như mình mạnh mẽ và kiên cường đến như vậy để có thể hỗ trợ gia đình và để có thể tiếp tục nuôi dưỡng cái sự học của mình trong những năm tháng đó. Đó chính là tinh thần của dì mình sẽ luôn luôn mang đến cho mình. Và tới tận bây giờ dì mình vẫn là một người phụ nữ giỏi giang và đầy yêu thương như vậy. Ừ, và đó là chiếc ghế màu hồng của dì mình. Hai chiếc ghế đại diện cho bà nội và ông ngoại của mình. Tự nhiên xúc động ghê. Nhưng mà cũng rất là lâu rồi kể từ khi mà mình được có một cái dịp chia sẻ nhiều như thế này về gia đình của mình, là những cái người mà mình rất là yêu thương. Ông ngoại mình chính là người đàn ông tuyệt vời nhất cuộc đời này. Và mình nghĩ là cái quan điểm đó sẽ không bao giờ thay đổi. Tại vì ông ngoại mình là một người đại diện cho tất cả những gì mà mình thấy là tử tế trong cuộc đời này. Ông ngoại mình có một cuộc sống, nếu như mà xét khách quan thì cũng có thể gọi là khó khăn. Nhưng mà ông chưa bao giờ tạo cho mình một cái cảm giác là ông có một cuộc đời khó khăn, mà là ông luôn có một cuộc đời rất là hạnh phúc. Khi mà đất nước mình trải qua cái khoảng thời gian khó khăn nhất của những năm hồi phục kinh tế, thì ông mình vừa là một người giáo viên, vừa là một người cha và vừa là một người nông dân. Ông mình vẫn nuôi heo, nuôi gà để có thể giúp cho ba người con này sau này học đại học thành tài. Thì ông ngoại luôn luôn mang lại một cái sự ấm áp rất là lớn cho tất cả mọi người xung quanh trong cuộc đời mình. Khi mà mình ra mắt bộ phim đầu tiên của mình thì mình đã dắt ông bà ngoại đến ra mắt phim. Và ông ngoại cũng sẽ luôn luôn là một cái người ở đó vì mình, sẽ luôn luôn hiện diện khi mà mình cần. Và người cuối cùng ở hàng ghế ngày hôm nay là bà nội của mình. Và mình cũng không ngờ là cái buổi nói chuyện ngày hôm nay sẽ giúp mình được kể về bà nội. Bà nội mình mất năm mình 6 tuổi. Nhưng mà càng lớn lên thì mình nhận ra là bà nội chưa bao giờ rời xa mình hết. Bà nội mình là một người phụ nữ rất là tảo tần và là một người phụ nữ rất là đẹp. Ngày trước thì bà nội mình chỉ học hết những năm cấp 1 thôi. Và sau đó thì bà trở thành một người bán tạp hóa. Tuy là bà thì cũng không có cái cơ hội được đi học tiếp. Nhưng mà bà mình là một người phấn đấu nhiều đến nỗi mà cả 10 người con của bà sau này đều có thể đi học đại học. Và đó là một cái tinh thần mình quá nể trọng ở một cái người phải trải qua một cái khoảng thời gian khó khăn như vậy. Đối với mình là một người cháu thì những cái ký ức của mình về bà nội nó rất là nhập nhòe. Lúc đó mình còn quá là nhỏ. Nhưng mà khi mà mình nghĩ về bà nội, mình sẽ luôn luôn nhớ về những lần bà nội đón mình ở nhà trẻ đi về. Bà nội sẽ vuốt tóc mình, bà nội sẽ cản con chó lại, không cho con chó lại gần mình, tại vì bà nội sợ con chó nhà chó cắn. Và bà nội sẽ luôn luôn cho mình ăn những cái bánh mà bà nội cất dành riêng cho mình. Sau này thì mình từng nghĩ là nếu như mà một mai này mình có qua đời, và nếu như mà thiên đường hoặc là kiếp sau nó có thật, thì người đầu tiên mà mình muốn gặp và người đầu tiên mà mình muốn có thể kể cho cái người đó tất cả những điều mà mình đã làm trong cuộc đời của mình, mình sẽ rất là muốn được gặp bà nội. Tại vì mình nghĩ là bà nội sẽ rất là tự hào về tất cả những điều mà mình đã làm. Trong cái hàng ghế của những người luôn luôn dõi theo mình thì sẽ luôn luôn có hình bóng của bà nội. Tại vì bà nội chưa bao giờ rời đi đối với mình cả. Các thành viên đều tự hào về Tâm. Vậy Tâm có điều gì tự hào về từng thành viên trong gia đình mình? Trước hết, họ đều là những người rất tử tế. Giống như là bà nội mình là một người chưa thực sự có cái cơ hội để thực
để được đi học. Cũng như ông nội mình, thời đó thì ông nội mình chỉ là một kiểm lâm thôi, nhưng mà họ tin vào cái sức mạnh cũng như là cái giá trị của việc giáo dục, cho nên là họ đã dùng hết sức mình để có thể truyền điều đó cho con cái. Và đối với mình đó là một cái sự tử tế rất là lớn. Và từ đó thì Tâm cảm thấy là họ là những người rất là vĩ đại. Và từ đó cũng dẫn tới một cái nỗi lo ở trong Tâm. Khi mà Tâm đang tạm thời gác lại những cái dự án giáo dục cá nhân để có thể đi theo cái con đường thứ hai, một cái đam mê thứ hai của mình, đó là đam mê về nghệ thuật, thì Tâm rất là suy nghĩ về cái chuyện là những gì mình đang làm nó là vị kỷ hay là nó có thể một ngày nào đó mang lại giá trị cho cộng đồng của mình. Tâm rất là sợ cái việc là nếu như mà mình không phấn đấu đủ nhiều, hoặc là chỉ đơn giản là mình chưa bao giờ đủ giỏi giang để có thể tiếp tục cái di sản của sự tử tế. Vào tháng 6 này thì đây là lần đầu tiên mà Tâm một lúc sẽ có những sản phẩm rất là khác nhau ở trong mảng nghệ thuật cùng ra mắt. Một dự án về kịch, một dự án về điện ảnh và một dự án về truyền hình. Nhưng mà nếu như mình thất bại thì sao? Nếu như mà những dự án của mình nó không được đón nhận, nếu như mà thực sự mình không đủ giỏi giang như là mình từng nghĩ, đó có thể là một cái điều mà sẽ làm cho bản thân mình cũng như là những người thân của mình thất vọng hay không? Cảm ơn MSD Việt Nam đã đồng hành cùng Việt Sarah cho lối sống từ chối rủi ro, sống lành chủ động. Vậy có khi nào trong hành trình mình theo đuổi đam mê nghệ thuật có một điều gì đó không mong muốn đã diễn ra khiến cho mình xao động với con đường này? Khi mà Tâm có những bộ phim không thành công về mặt phòng vé, nhận được những cái phản hồi không tích cực, thì cái phản ứng đầu tiên của Tâm là mình buồn chứ. Buồn chứ sao không buồn? Nói không buồn là nói xạo. Đầu tiên là mình cảm thấy là cũng hơi thất vọng về bản thân, tại vì mình cảm thấy ước gì mình biết những điều mình biết bây giờ để có thể lúc đó mình làm việc tốt hơn. Ước gì mình đã có thể nỗ lực thêm một chút xíu nữa để có thể hoàn thiện bản thân hơn, để có thể không trở thành một cái điểm yếu ở trong một cái công trình của rất là nhiều người. Mình cảm thấy buồn tại vì mình đã không giỏi như là mình tưởng. Mình nghĩ là mình có những cái năng khiếu mà mình nghĩ là mình sẽ có thể sẽ phát huy được ở trong một cái môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhưng mà hóa ra thì không phải vậy. Mình cần nhiều rèn giũa và mình cần nhiều thời gian để có thể mài những cái viên ngọc thô của mình để nó thật sự tỏa sáng. Sau khi mà mình trải qua những cái cảm giác thất vọng đó, mình lại đi đến cái cảm giác hơi bất an, là liệu như là cái sự chưa hoàn chỉnh này nó có phải là mãi mãi không? Mình nói là mình mài ngọc, nhưng mà có khi nào mình mài hết rồi nó vẫn chỉ còn là một cục đá hay không? Nó không phải là một viên ngọc. Mình có phải là một người sẽ không phát triển được tiếp, mà chỉ dừng lại ở cái mức là đây là cái trình độ thực sự của mình? Thì đó cũng là những điều mà mình từng nghĩ đến sau những cái dự án mà nó không thành công. Lúc này tôi sẽ muốn mời thêm một nhân vật nữa. Ở trên bàn đang có 3 tấm thiệp, có những bức tranh khác nhau với những nhân vật khác nhau. Chúng ta sẽ cùng hình dung về Thảo Tâm của 10 năm sau. Đâu là bức tranh có thể đại diện cho Thảo Tâm của 10 năm sau? Thật ra thì mình đã khá là cân nhắc giữa bức này và bức này. Thì đối với mình, cái bức tranh này nó thể hiện cho một cái sự bình yên, nó thể hiện cho sự hài lòng và sự nhẹ nhàng nghỉ ngơi. Còn bức tranh này thì đang thể hiện một người đang hướng về những cái chân trời mới. Đúng là chân trời luôn. Có một cái chân của một cái cổng thành và một cái bầu trời như thế này. Mình hy vọng là trong thời điểm gần đây mình sẽ đạt được cái điều này. Và 10 năm sau thì mình sẽ dần dần tiến tới với lại một cái cô gái là sẵn sàng được đặt chân đến những chân trời mới nhiều hơn. Thì đây là mình hy vọng mình sẽ ở 10 năm sau nhìn sẽ như thế này. 10 năm sau mình sẽ bao nhiêu tuổi rồi? 10 năm sau là mình 34 tuổi rồi. Là tầm đó bắt đầu lấy chồng được rồi. Hoặc là không, không biết nữa. Và Thảo Tâm của 10 năm sau đang làm gì? Thảo Tâm của 10 năm sau sẽ ngồi xem lại phim cũ của mình. Thảo Tâm có một cái thói quen là mỗi cái dự án mà mình đã từng đi qua
mình xem đi xem lại không dưới 5 lần. Hy vọng là Thảo Tâm của 10 năm sau sẽ có nhiều phim hơn để coi, có nhiều sản phẩm nghệ thuật để nhìn lại và âu yếm và nhớ về những cái nhân vật mà mình đã gặp. Mình vẫn muốn là 10 năm sau này mình vẫn tự hào về những cái dự án mà mình đã trải qua như cái cách mà mình đang tự hào ở thời điểm hiện tại. Và hy vọng Thảo Tâm của 10 năm sau vẫn ăn ngon và vẫn đang bế em mèo mà mình đang nuôi. Mình hy vọng là em mèo mà mình đang nuôi sẽ có mặt cùng mình sau nhiều năm nữa. Hy vọng là nó sống tới năm 20 tuổi luôn cũng được, cho nên 10 năm sau nó vẫn phải ở đây. Những điều mình yêu quý, mình hy vọng nó vẫn bền vững và còn ở đó. Ừ. Thì Thảo Tâm của 10 năm sau sẽ muốn nhắn nhủ điều gì với Tâm của hiện tại? Thảo Tâm của 10 năm sau sẽ nói với mình của hiện tại là hãy bắt đầu dắt ba mẹ đi du lịch đi. Mình sẽ cầm máy ảnh đi theo để chụp hình cho ba mẹ. Ba mẹ cũng không cần phải bận lòng thêm điều gì. Thảo Tâm của 10 năm sau sẽ nói Thảo Tâm của bây giờ bắt đầu ngủ sớm hơn, thì 10 năm sau da mới đẹp được. Bắt đầu tập thể dục từ bây giờ, tại vì so với Thảo Tâm của 5 năm trước thôi thì cái cuộc sống của mình đã thay đổi rất nhiều. Mình hy vọng từ đây tới 10 năm sau thì cái cuộc sống đó vẫn khỏe, vẫn bền vững để tiếp tục mình cùng mình đi tới những chân trời mới. Và mình hy vọng Thảo Tâm của 10 năm sau sẽ nói với Thảo Tâm bây giờ là dù em có làm gì đi chăng nữa thì chị cũng tự hào về em. Tâm có thể chọn một trong những điều đó để viết lại trên tấm thiệp này. Tâm sẽ ghi những cái gạch đầu dòng. Gửi Thảo Tâm 24, ngủ sớm ăn ngon dắt ba mẹ đi chơi và hãy thật hạnh phúc em nhé. Tâm có thể cất giữ những điều quý giá này ở trong chiếc phong bì. Bạn có muốn viết thêm điều gì ngoài phong bì? Mình đã ghi là gửi Thảo Tâm 24, hãy mở ra mỗi khi em thấy lạc lõng và cô đơn. Và Thảo Tâm của 10 năm sau sẽ ở vị trí như thế nào so với hai hàng ghế của gia đình? Là mình rất là thích trình diễn cho gia đình xem. Mình còn nhớ từ hồi mà mình bé tí là mình 3-4 tuổi, ở trong nhà mình cũng sẽ có những cái ghế đậu như thế này. Mình sẽ bắt hai cái ghế cho ba mẹ ngồi, sau đó là trang trí sân khấu là cái giường của mình, và sau đó là mình sẽ diễn văn nghệ cho ba mẹ xem. Và mình còn nhớ là có một lần mình với lại ba mình còn diễn văn nghệ cho mẹ mình xem nhân kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ mình nữa. Mình hy vọng là 10 năm sau mình biết sẽ rất là khó, nhưng mà mình nghĩ là một cách nào đó mình mong tất cả những người ở đây sẽ vẫn ở bên mình để mình tiếp tục được hát cho họ nghe mỗi dịp Tết về. Mình biết là rất là khó, tại vì ông ngoại của mình và bà ngoại của mình năm nay đã 90 rồi. Nhưng mà nếu như mà vào năm ông bà 100 mà mình vẫn được tiếp tục hát cho ông bà nghe thì đó là cái niềm hạnh phúc lớn nhất của mình. Vậy mình có thể đặt vị trí trình diễn của mình trong buổi sum họp gia đình. Mình sẽ ở đâu so với họ? Ôi, thì đương nhiên là phải trực diễn đi, phía trước mọi người. Đây này. 10 năm, 20 năm nữa, những điều của gia đình vẫn sẽ dõi theo mình. Những điều mà bạn kế thừa được vẫn sẽ là nguồn lực mà bạn mang theo, mà không có ai lấy đi được. Mình từng có một cái áo và đằng sau cái cổ áo đó mình đã đặt theo dòng chữ Daughter of the Greats, cô con gái của những người vĩ đại. Và mình luôn luôn rất là tự hào là bản thân mình đã là một cô con gái của những người vĩ đại như vậy. Và mình nghĩ là điều đó nó không bao giờ thay đổi được. Và mình cũng là một cô con gái vĩ đại trong một gia đình vĩ đại. Mình hy vọng là vậy. Mình thấy
bức tranh này thế nào? Thật ra là cái mũi rất là giống mũi Tâm. Tâm có một câu chuyện khá là đặc biệt với lại cái sống mũi của mình. Tâm hay được mọi người khen là sống mũi như này là cao là đẹp. Thì thật ra là trong nhà của Tâm, ba mẹ Tâm, xong rồi các bác của Tâm không có ai giống mũi của Tâm hết. Nhưng mà có một lần thì Tâm được về Thanh Hóa, đó là quê của bà nội Tâm. Tâm một bước vào một cái căn phòng và tất cả mọi người trong căn phòng đó đều có cái mũi như thế này. Thì nghĩa là cái mũi của bên họ, của bà nội Tâm á, đã bỏ qua hai đời, là bỏ qua bà nội Tâm, bỏ qua ba Tâm và đến để đậu trên mặt của Tâm. Nhưng mà đối với Tâm thì cái mũi này là một cái luôn luôn nhắc Tâm nhớ về cái nguồn gốc của mình, là bên họ của bà nội. Cho nên là cảm thấy là rất cảm ơn họa sĩ đã khắc họa một cái mũi của mình rất là đúng. Và thật ra Tâm là một người rất là thích màu xanh lá cây. Và màu mà mình ít thích nhất lại là màu xanh dương. Lý do tại sao mà mình không thích màu xanh dương, một phần là tại vì mình cảm thấy nó hơi lạnh lẽo. Nhưng mà nó lại là cái màu mà mẹ mình thích nhất. Cho nên khi mà mình thấy bức tranh này thì mình lại rất là bất ngờ. Tao nghĩ là cái cảm xúc của bức tranh này nó mang lại nó khác với lại những gì mà mình nhìn nhận ở bản thân. Nhưng mà mình thấy là ở trong những cái khoảnh khắc mà mình cảm thấy có thể là hơi cô đơn thì sẽ lại có những cái nó lóe lên và nó lại gần với lại những cái màu sắc mà mình nghĩ về bản thân nhất, là màu xanh lá cây và màu vàng. Với lại Tâm thấy là ở trên đỉnh đầu của cái cô gái này có rất là nhiều những cái bàn tay. Về phía khía cạnh cá nhân thì Tâm cảm thấy nó cũng hơi giống với lại bản thân Tâm, là một người có rất là nhiều những cái luồng suy nghĩ khác nhau. Nhưng mà một cách nhìn khác thì Tâm lại cảm thấy cái hình ảnh này nó đang giống như là cái cách mà trong bản thân Tâm luôn luôn có dấu vết của rất là nhiều người, có những cái mảnh của những người thân trong gia đình mình, và họ luôn luôn ở trong tâm trí của Tâm á. Tâm rất thích bức tranh này. Nãy giờ chúng ta có nhắc tới những biến cố, những điều không mong muốn cho lắm khi bạn làm nghệ thuật. Và tôi sẽ thấy là dường như đó không phải là nỗi sợ lớn, bởi vì Tâm luôn có gia đình ở bên cạnh. Có phải điều mình sợ là một ngày nào đó mình cũng đối diện với những điều đó mà không có những thành viên trong gia đình, mình sẽ cô đơn? Trong khoảng thời gian cuối năm ngoái, có một điều mà vừa làm cho Tâm cảm thấy tự hào, vừa làm cho Tâm cảm thấy đau lòng, là Tâm đã chi trả cho hai cuộc phẫu thuật lớn của ông ngoại và dì của Tâm. Lúc mà gọi là mình được đặt tay quạt thẻ đi thì mình cảm thấy cũng rất là tự hào. Nhưng mà Tâm cũng cảm thấy rất là đau lòng, tại vì bây giờ những cái chi phí y tế nó đến, nghĩa là những cái vấn đề sức khỏe của người thân của mình đã bắt đầu hiện hữu rồi. Và Tâm nghĩ là trong tương lai sẽ cũng không tránh được những cái cuộc phẫu thuật tiếp theo. Và sẽ tới một cái lúc nào đó mình sẽ không còn được làm cái điều đó cho người thân của mình nữa, cho mà không còn ở đây nữa. Mình nghĩ là mình đã cảm nhận được cái điều này từ lúc mà mình học lớp 9 cơ. Là lúc mà ông ngoại mình lúc đó cũng bị bệnh ung thư. Nó là một cái năm rất là kinh khủng đó với mình, là ông ngoại mình vừa bị ung thư thì mẹ mình cũng bị u xơ tử cung. Và trong cùng một cái khoảng thời gian đó thì mình cũng mất một vài người thân vì bệnh ung thư. Mình nghĩ là cái nỗi sợ của chuyện mất người thân á, nó đã đến với mình sớm hơn rất là nhiều. Ở thời điểm hiện tại thì mình đã chuyển qua một trạng thái khá là chấp nhận. Mình có một cái niềm tin về cái chuyện là cái khoảng thời gian mà mình có bên người thân của mình á, nó đã đẹp nhất có thể, nó lớn hơn cả cái nỗi sợ đó. Cho nên mình nghĩ là khi mà mình không còn người thân để mà trông cậy nữa, mình cũng sẽ rất là đau lòng, nhưng mà mình cũng sẽ không còn gì để nuối tiếc. Mình nghĩ là cái việc được ở bên người thân, cái việc được trông cậy vào họ, được gọi điện khóc lóc với lại ba mẹ, nó là một cái đặc ân. Mình rất không mong đợi vào cái ngày mà mình không còn có thể gọi cho ông ngoại của mình. Nhưng một phần nào đó thì mình cũng biết là cái ngày đó sẽ đến. Nhưng mà một cách nào đó thì mình lại học cách trở nên biết ơn những năm mình đang được sống hơn vì điều đó. 10 năm sau, phía sau lưng Thảo Tâm có thể không đủ hàng ghế của 5 người. Nếu có một khoảng thời gian cuối cùng cho điều đó, mình sẽ làm gì?
trên hàng ghế này, nếu như mà chúng ta nói theo đúng năm nhân vật hồi nãy thì đã có một người không còn ở đây nữa rồi. Nhưng mà tôi nghĩ là một cách nào đó thì đối với Tâm thì họ sẽ luôn luôn ngồi đây. Tâm vẫn đang làm những điều mà Tâm tin là mình cần phải làm trước khi mình phải chào tạm biệt lần cuối cùng ở những người thương. Như là việc gọi điện thoại cho ông bà ngoại nhiều hơn, và ăn với ông bà ngoại mỗi dịp lễ, bắt đầu đưa ba mẹ đi du lịch, về thăm ba mẹ nhiều hơn, về thăm dì nhiều hơn. Đó không phải là những cái điều mà mình nghĩ là phải tới cái ngày cuối cùng mình mới thực hiện. Đây là những điều mà mình có thể làm hàng ngày. Khi mà mình không đợi đến phút chót để làm một cái điều gì đó thì mình cũng sẽ đỡ cảm thấy nuối tiếc và đỡ cảm thấy là mình chưa làm đủ hơn là khi mà mình dồn hết như vậy. Mình cảm thấy khá là may mắn khi mình có thể nói là mình không quá sợ việc mất người thân, tại vì mình đang có thể trân trọng từng giây phút ở bên họ rồi. Trên bức tranh là Tâm đang đứng một mình. Gia đình sẽ ở đâu trong bản thảo Tâm một mình đó? Ngoài cái mũi của bên họ bà nội mình thì mình có hai điều mà mình rất là yêu ở khuôn mặt của mình. Đó là cặp mắt của mình và cặp lông mày của mình. Khi mà mẹ mình sinh ra mình đó, thì mọi người khen là em bé xinh. Mọi người còn nói là em bé trông hơi lai. Nhưng mà càng lớn lên thì ngoài những cái nét mà nó hơi khác với ba mẹ mình, như là cái mũi này chẳng hạn, thì mình lại có một cặp mắt rất là giống mẹ và cặp lông mày rất là giống ba. Mẹ mình có một cặp mắt rất là dịu dàng, và mẹ mình có một cặp mắt mình cảm thấy là đó là một trong những cặp mắt sâu nhất mà mình từng gặp. Tuy là mắt mình không sâu bằng mẹ mình nghĩ là không nhiều tâm sự bằng mẹ mình, nhưng mà mình hy vọng là cái sự dịu dàng của mẹ nó vẫn ở trên đôi mắt của mình. Còn ba mình là một người rất là quyết đoán, có phần cũng khá là dữ dằn nữa. Và điều đó làm cho ba mình trở nên rất mạnh mẽ. Và mình nghĩ là cái sự cứng đầu của mình nó một phần cũng là có ở ba. Mỗi người mà mình yêu thương đều hiện hữu ở trong tâm trí mình và ở trên cơ thể mình, theo một cái cách mà chỉ họ mới có thể làm điều đó. Và khi mà mình đứng một mình á, mình cũng không cảm thấy mình đứng một mình nữa. Mình cảm thấy là mình luôn luôn có những người đó ở bên mình. Thế là tất cả cả nhà ở chung với nhau rồi, tại vì vừa có mình, vừa có cả nhà mình. Này Thảo Tâm sẽ đặt tên cho bức tranh này là gì? Tâm sẽ đặt tên là Ở Đây. Tâm nghĩ là cái việc ở đây nó không chỉ nói là chúng ta được gặp nhau ở trong một cái khoảng thời gian nhất định, hay là ở một cái không gian nhất định. Về mặt tinh thần chúng ta đang gặp nhau khi mà chúng ta cùng chia sẻ những cái câu chuyện. Thì đối với Thảo Tâm, những người mà mình yêu thương, dù là họ có ngay trước mắt mình hay không thì họ sẽ luôn luôn ở đây. Và ngày hôm nay mình mở ra nỗi sợ về sự cô đơn, về sự mất mát. Hình như mình sẽ không sợ thất bại lắm đâu. Mình sẽ hơi sợ khi thất bại mà phải một mình, không có ai giúp đỡ, không có người đồng hành động viên. Hôm nay mình mở ra những điều đó, nó có đóng góp được gì cho Tâm? Lúc đầu Tâm nghĩ là Tâm sợ thất bại. Thật sự thì tại vì Tâm cũng là một người có một cái tôi khá là lớn. Tâm nghĩ là mình là một người khá là có lý tưởng và mình cũng khá là cứng đầu, cho nên khi mà mình thấy những cái lý tưởng của mình không thành hình, mình bức bối lắm. Nhưng mà hóa ra là mình sẽ chỉ bức bối khi mình không có người để chia sẻ thôi. Khi mà nhìn nhận như vậy thì Tâm lại càng cảm thấy biết ơn về những người xuất hiện trong cuộc đời mình. Cảm ơn Tâm cho câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn Nguyên rất là nhiều. Và cảm ơn tất cả các khán giả đã theo dõi Kháng Thương cũng như là theo dõi câu chuyện của Thảo Tâm. Và đặc biệt cảm ơn họa sĩ rất là tài ba đã cho Tâm một cái tấm chân dung cảm xúc, làm cho Tâm cảm thấy rất là đặc biệt. Rất hy vọng sẽ có thể gặp lại tất cả quý vị khán giả thân yêu. Cảm ơn vì đã ở đây. Thảo Tâm.